thưa quý vị, theo chúng tôi, cái bài học Ukraine rất gần đối với đất nước Việt Nam. Và qua cái vụ khủng hoảng Ukraine, nó sẽ giúp cho giới phân tích, đặc biệt ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ rút ra các cái bài học trong chính sách đối ngoại. Và thưa quý vị, cuộc khủng hoảng Nga tấn công vào Ukraine, một cái câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có đứng lên trước những cái tiền lệ mà theo giới phân tích quốc tế cho là rất nguy hiểm, bởi vì cái vấn đề xâm phạm chủ quyền của một cái nước nhỏ hơn. Thưa quý vị, theo giới phân tích, chiến dịch quân sự ở Nga tiến đánh đông Ukraine, điều mà Mỹ và phương Tây gọi là các hành động xâm lược, đối với ban lãnh đạo Việt Nam cần phải được xem là một cái tiền lệ xấu để Trung Quốc làm theo, trong khi Việt Nam ở một cái thế khó và không thể lên án Nga. Như quý vị đã biết, trong khi Mỹ và các nước phương Tây gọi cái chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Nga phát động ngày 24 tháng 2 là một cái hành động xâm lược, thì Trung Quốc, một cái nước đang bị phương Tây chỉ trích về cái ý đồ bành trướng lãnh thổ ở châu Á, họ phủ nhận việc này và không lên án Nga. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Ánh, ngày 24 tháng 2, đã nói nước đôi, đây có lẽ là cái sự khác biệt giữa Trung Quốc và phương Tây. Bởi vì Trung Quốc không vội vàng đi đến kết luận rằng đó là cuộc xâm lược hay không. Trong khi đó, Nguyễn Văn Bày, một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 25 tháng 2, giữ nguyên quan điểm vừa kể, thậm chí còn khẳng định rằng Trung Quốc hiểu những cái lo ngại chính đáng của Nga về vấn đề an ninh. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, Việt Nam là một đối tác thân thiết của Nga. Vậy mà cho tới nay, chưa có những cái phản ứng gì rõ ràng sau khi Nga tấn công Ukraine. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, họ đã gửi những yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. Theo đó, phản ứng về diễn biến tình hình Ukraine trước khi diễn ra cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng ngày 23 tháng 2 đã đưa ra một cái tuyên bố. Theo đó, bà Lê Thu Hằng khẳng định Việt Nam quan tâm theo dõi các diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường đối thoại, thúc đẩy các cái biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các cái bất đồng theo luật pháp quốc tế. Và điều đó có nghĩa là Việt Nam không khẳng định cái cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một cái cuộc xâm lược. Tại sao? Như quý vị đã biết, theo tiến sĩ Hào Hoàng Hợp, một thành viên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á từ Singapore, cho biết: tôi nghĩ là đến giờ này, chính phủ Việt Nam không dám gọi đó là một cái hành vi xâm lược, thì họ sẽ không bao giờ nói Việt Nam không có khả năng lên án nước Nga. Bởi vì nước Nga là một cái quốc gia có mối quan hệ tầm cao nhất đối với Việt Nam, tức là chiến lược toàn diện. Ngoài Nga, nên nhớ chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ có tầm quan hệ, tầm mức vừa kể mà thôi. Trong khi đó, thưa quý vị, giáo sư Achari Abuja của Trường Đại học Chiến tranh Hoa Kỳ, một người chuyên sâu về vấn đề Đông Nam Á, đã nhận định cho rằng các lãnh đạo Việt Nam đang ở một cái tình thế rất khó khăn khi Nga là một cái đồng minh lâu năm của họ. Hơn thế nữa, Nga là một cái nhà cung cấp lớn nhất các loại vũ khí hiện tại cho quá trình hiện đại hóa quân đội ở Việt Nam. Và đặc biệt, Hà Nội luôn luôn có mối quan hệ thân thiện với Mạc Tư Khoa. Cụ thể, Nga làm cái nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh 1954-1975, và hiện tại trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa quân sự Việt Nam thì Nga cũng là nhà cung cấp các cái thiết bị quân sự bán cho Việt Nam, đó là các loại tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu phản lực chống hạm, tên lửa, đất đối không, tiên tiến, vân vân. Theo tiến sĩ Abuja, những cái gì mà Mạc Tư Khoa đang làm hiện nay nó đặt ra một cái mối đe dọa rất lớn cho Việt Nam, bởi vì nó tạo ra một cái tỷ lệ pháp lý hết sức nguy hiểm. Những cái điều gì mà Putin đang làm ở Ukraine về mặt cơ bản nó cho thấy một số quốc gia yếu hơn, có chủ quyền ít hơn, và những cái gì Putin làm đã nói lên rằng
các cái cường quốc có cùng can thiệp vào một quốc gia để thay đổi ban lãnh đạo, và điều đó dễ khiến cho họ dễ uôn năn hơn để các cái lãnh đạo ở Ukraine, kể cả Việt Nam, phải ngoan ngoãn hơn. Đó là lý do vì sao Putin đã tự ý cho rằng không có một cái lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh tiến hành điều mà ông gọi là một chiến dịch đặc biệt chống lại lực lượng phát xít ở Ukraine. Trong khi đó, chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, đã so sánh cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là các hành vi tương tự như chiến dịch quân sự của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nói về cái sự kiện này, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, ngày 24 tháng 2 đã khẳng định Nga đã chọn một cái con đường xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập là một cái điều tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Và thưa quý vị, bình luận về cái vấn đề quyết định tấn công Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin sẽ tạo ra các cái tiền lệ nguy hiểm, bất chấp cái việc truyền thông nhà nước Việt Nam hiện nay tỏ ra ủng hộ Nga, nhưng đa số người dân ở trong nước và người Việt ở nước ngoài không tán thành với việc tấn công Ukraine. Mà theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một cái người đã từng sống 20 năm ở Đông Âu và nước Nga, cho biết nhiều người dân ở Việt Nam họ thất vọng về việc Nga đánh Ukraine, dù rằng có những người ủng hộ cái hành động vừa kể. Và thưa quý vị, trong khi Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác họ đang giữ im lặng trước các hành động chiếm Ukraine của Nga để họ tránh một cái cuộc xung đột mà họ lo ngại sẽ ảnh hưởng tới khu vực và điều đó gây tổn hại kinh tế cho các quốc gia này, thì Trung Quốc tỏ ra quan điểm đứng về phía Nga khi Trung Quốc không lên án. Bởi vì giả theo giáo sư Abuja, Trung Quốc có thể có một số lo ngại về hậu quả kinh tế lâu dài của cuộc chiến, nhưng họ sẽ đứng về phía Nga. Và điều đó sẽ tạo ra một cái tiền đề rất nguy hiểm cho Việt Nam. Bởi vì nếu Việt Nam công nhận lãnh thổ của Ukraine nhưng lại để cho Nga xâm lược Ukraine thì nó làm cái điều hết sức nguy hiểm, bởi nó sẽ biện minh cho các cái tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc đối với Đài Loan, Việt Nam và cái đường lưỡi bò đất quốc chiến đoạn ở trên Biển Đông. Và điều này nó đã được thể hiện trong phát biểu của cựu ngoại trưởng Trung Quốc ông Dương Khiết Trì nói tại một diễn đàn khu vực ASEAN năm 2010 trước mặt nhà ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ông Dương Quốc Trì khẳng định Trung Quốc là một nước lớn, các nước khác là nước nhỏ. Đó là một cái điều thực tế không thể phủ nhận. Thưa quý vị, theo giới phân tích, mặc dù Putin nói không quyết định xâm chiếm Ukraine, nhưng rõ ràng Putin muốn Ukraine có một cái chính phủ mới là một chính phủ trừ hầu, một cái điều tương tự như Nga đã thiết lập ở Belarus, là điều mà giới phân tích cho rằng Putin đang làm sống lại cái quan niệm cũ của Liên Xô rồi về chủ quyền hạn chế, tức là các cường quốc có chủ quyền, các quốc gia yếu hơn thì có ít chủ quyền hơn, và nếu họ không tuân thủ các yêu cầu của các cường quốc thì họ sẽ tự rơi vào những cái sự can thiệp về quân sự cũng như chính trị. Thưa quý vị, có lẽ khu vực Đông Nam Á chỉ có Singapore là một quốc gia đưa ra một cái tuyên bố mạnh mẽ về tình hình ở Ukraine, khi ngoại trưởng Singapore đã bày tỏ vô cùng lo ngại về cái quyết định của Putin trong việc công nhận độc lập của hai lãnh thổ ly khai. Trước đó, Bộ Ngoại giao Indonesia chỉ nói chung chung nước này lên án bất kỳ hành động nào cho thấy sự vi phạm lãnh thổ và chủ quyền quốc gia một cách rõ ràng, và cảnh báo về những sự sơ suất chủ quan của các cái lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á. Giáo sư Abuja cảnh báo nếu các quốc gia vừa kể không đứng lên bảo vệ các cái nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế và chủ quyền bất khả xâm phạm của các quốc gia thì họ không có ai khác ngoài tự trách mình khi chủ quyền của họ bị các cái cường quốc đe dọa. Và thưa quý vị, nói tóm lại, Việt Nam chúng ta hiện nay đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí để giảm phụ thuộc vào Nga. Cụ thể là, ban lãnh đạo Việt Nam đã tiến hành
có các cái hợp đồng mua tên lửa của Israel, và sắp tới họ sẽ mua của Ấn Độ. Và khi đạt được các cái thỏa thuận giao thiết bị công nghệ quốc phòng của Nhật Bản, đặc biệt trong thời gian gần đây, Việt Nam có những cái giao thương với Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác nhiều hơn. Và đặc biệt, trong các cái bài nói chuyện trước đây, chúng tôi đã đề cập tới một cái tình trạng, đó là nếu như nước nào bị cấm vận, thì cái việc cung cấp thiết bị quân sự cũng như các cái phụ tục bảo dưỡng thay thế cho các cái hệ thống tên lửa, tàu ngầm, máy bay su của Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao tiến sĩ Achira Abuja cho rằng Việt Nam có thể đứng lên vì các nguyên tắc cơ bản cho trật tự quốc tế, bởi vì theo giáo sư Abuja, nó sẽ làm cho Việt Nam dễ tổn thương. Hơn thế nữa, nước Nga bây giờ không phải là một quốc gia cộng sản nữa, và quan hệ giữa Việt Nam và Nga cũng không là cái mối quan hệ dựa trên ý thức hệ. Đó là lý do Việt Nam có thể đưa ra các cái quan điểm rõ ràng hơn trong cái vấn đề Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.